Dạ vâng, xin chào mọi người. Thì em tên là Võ Hữu Phúc. Thì em mới là gà mờ trong Fingerstyle thôi. Thì đây là lần đầu tiên em đi dự Big Offline. Thì đây là một cái vinh dự rất lớn với em được biểu diễn trước mặt mọi người. Thì bài tiếp theo em sẽ diễn đó chính là bài Hãy trao cho anh. Và mong mọi người sẽ thích. Rất là lôi cuốn. Tiết mục mang tên Suyume
Tochinari.